Chào mừng các bạn đến với buổi channel nơi cập nhật các tin tức và những câu chuyện mới nhất để truyền tải đến các bạn. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ. Hãy bấm nút like và để lại bình luận phía bên dưới của video. Đừng quên đăng ký và nhấn nút chuông bên cạnh để nhận được những video mới nhất nhé. Long Tuyết, kẻ khuấy đảo giang hồ đất càng chết gục dưới tay đàn bà, đang ngồi ăn nhậu với vợ và ba đệ tử. Long Tuyết đã bị nhóm của Xuân Điên ập đến ngã súng thẳng vào tim khiến gã giang hồ chết gục ngay tại chỗ. Trần Thanh Long, tên giang hồ thường gọi Long Tuyết, sinh năm 1972 ở Lạch Chay, quận Lê Trân, Hải Phòng, là đàn em thân cận của đại ca đất cảng Lâm Già. Gia đình Long thuộc diện lao động thuần túy ở khu vực Lê Trân, từ nhỏ Long Tuyết đã phải đối diện nhiều khó khăn, vất vả, học hành dở dang. Long sớm lăn lộn với xã hội trong cuộc mưu sinh, làm quen với đám ong ve ở một số khu vực xóm liều ở quận Lê Trân. Ngay từ khi chưa tròn 10 tuổi, Long đã biết ăn cắp, móc túi. Đến năm 12 tuổi, Long cầm đầu một nhóm trẻ trâu hành nghề móc túi ở bến xe Tam Bạc. Đến tuổi 16, Long nhanh chóng trở thành một tay giang hồ được nhiều người biết tới. Long chơi bời rất nhiều nhưng chưa bao giờ tiêu tiền của gia đình. Ở độ tuổi mới lớn, Long đã nổi tiếng với bản tính manh động nhưng rất lạnh lùng và mưu mô. Ngoài ra, Long còn được các đàn anh, đàn chị đánh giá là kẻ biết kính trên nhường dưới. Với một con người tuổi trẻ, tài cao như Long chắc chắn sẽ được lọt vào mắt xanh của các đại ca. Những năm thuộc thập kỷ 90 của thế kỷ trước, khi mà thế chân vạc dung hà, lâm già, cu nên còn tồn tại ở Hải Phòng lúc đó Long Tuyết mới chỉ là một gã lang xăng làm việc vặt cho Đại Ca Lâm, Cú nên đã nhiều lần cho người mời Long về dưới trướng của mình nhưng y đều khéo léo từ chối. Chỉ đến khi đích thân Đại Ca Lâm già ngỏ lời, Long mới đồng ý. Bởi trong mắt Long, Đại Ca Cú nên chỉ là kẻ cục cằn, thô lỗ, ngoài biết đến đâm chém ra thì chẳng có chút mưu lược nào. Trong khi đó, Lâm già lại là một chùm giang hồ có tiếng là sống biết điều, quan tâm đến đàn em. Vì vậy, Long đã lựa chọn thờ Lâm già làm vị Minh Chủ phần vì nể trọng tiếng tăm phần vì cảm nhận tính cách của đại ca cũng gần tương đồng với mình về dưới trướng lâm già long nhanh chóng lấy được số má cho riêng mình nhiều lần long một mình vác đao đi xử cả tá đám ong ve thường hay quấy nhiễu ở những khu vực làm ăn của đại ca lâm. thế nhưng chỉ đến khi long ra mặt bảo vệ đại ca trước đàn em hung bạo của cu nên thì giang hồ đất cảng mới thực sự nể trọng y không ít lần cu nên đối thủ không đội trời chung của lâm già đã cho đàn em đến gây hấn có lần long sách dao đứng trước đám đông đàn em của cu nên tuyên bố đanh thép nếu ai muốn động đến đại cá lâm hãy bước qua xác tao, hành động đó khiến cho không ít kẻ phục sát đất và đối với lâm già, gã đệ tử này đương nhiên trở thành cánh tay phải của hắn. Sau khi ổ nhóm của lâm già bị công an thành phố Hải Phòng triệt phá, băng đảng có phần tan rã thì Long mới tách ra xây dựng cơ đồ cho riêng mình bằng cách tham gia các hoạt động như đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi, bảo kê nhà hàng và cơ bạc. Với uy danh có sẵn, bản chất lì lợm và liều mạng, Long Tuyết nhanh chóng trở thành một nhân vật cộm cán có số má trong giới giang hồ đất cảng. Vợ Long là Trần Thị Bích Thùy sinh năm 1980, cũng giáo diết cùng chồng phô trương thế lực, thủy cầm đầu đám đàn em kéo về kiến thụy mở sòng bạc và gây thanh thế trong thế giới ngầm, chết vì đập bát hương nhà Xuân Điên. Chuyện bắt đầu từ khi Long cho đàn em đến siết nợ một người sống ở khu vực quận Lê Trân, thành phố Hải Phòng. Số tiền chỉ vài chục triệu nhưng Long đã lệnh cho đàn em đến đập phá tan nát căn nhà của con nợ, thậm chí bàn thờ, bát hương của gia đình này cũng bị ném hết ra ngoài đường. Tuy nhiên, con nợ này lại là em gái của Trần Thị Phú Xuân, sinh năm 1973 biệt danh Xuân Điên, một nữ quái cầm đầu nhóm đâm thuê chém mướn. Khi nghe tin bát hương của gia đình mình bị Long Tuyết đập nát, thị vô cùng tức tối. Mặc dù trong giang hồ đất cảng lúc bấy giờ, Xuân Điên chưa hề có tên tuổi, chỉ được coi là chiếu giới nhưng mối thù đập bát hương của tổ tiên khiến Xuân không thể ngồi im. Nhiều người cho rằng đây chỉ là cái cớ để ả à vừa để rửa hận và mặt khác cũng tạo thanh thế trong giang hồ. Xuân Điên đã cùng đệ tử thân cận Hà Mèo, tên thật là Chu Văn Hà, sinh năm 1985, ở xã Quốc Tuấn, huyện An Dương thành phố Hải Phòng, Nguyễn Huy Hoàng, tức Hoàng Bờm, sinh năm 1988, và Trần Duy Dần, sinh năm 1986, ở quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, đến để cùng bàn mưu tiêu diệt Long Tuyết. Xuân cùng các đàn em mua hai khẩu súng bắn đạn hoa cải để bất ngờ hạ sát Long. Sau khi đã chuẩn bị súng ống, đạn dược đầy đủ, Xuân và đàn em chờ cơ hội xử lý Long Tuyết. Chiều ngày mùng 7 tháng 1 năm 2009, nhận tin mật báo Long đang ngồi uống bia tại một quán trên vỉa hè đường Lê Lợi cùng với vợ và ba đệ tử. Xuân quyết định thực hiện âm mưu của mình, cùng với ba đàn em đi trên hai chiếc xe máy. Xuân trực tiếp cầm trên tay khẩu súng hoa cải và thẳng tiến đến chỗ Long Tuyết ngồi, đang say sưa chém gió cùng đàn em. Long bị nhóm của Xuân chạy đến áp sát nã súng hoa cải, bị tập kích bất ngờ. Long lao ra rằng súng trên tay Xuân thì bị tên Hà đi đến bắn một phát trúng tim làm Long gục xuống. Thấy đại ca gục ngã trong đau đớn, quằn quại, nhóm đàn em của Long nháo nhào tháo chạy. Ngay sau khi xả súng hạ gục đối thủ, Xuân điên và đám đệ tử nhảy lên xe khách bỏ trốn trong đêm. Đến ngày 14 tháng 1 năm 2009, Xuân bị bắt tại thành phố Vinh, đồng đảng của Ả à cũng xa lưới sau đó 2 ngày. Ngày 15 tháng 4 năm 2010, Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng đã tuyên phạt Xuân và Hà mức án tù trung thân, dân 19 năm tù giam, hoàng 17 năm tù giam. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ. Hãy bấm nút like và để lại bình luận phía bên dưới của video. Đừng quên đăng ký và nhấn nút chuông bên cạnh để nhận được những video mới nhất.